Có nhiều tài khoản anh em KIC cái thằng Coinbit này, nhưng mà giá bán ra thì nó là hiện tại bây giờ nó là rất thấp nha tất cả anh em. Hôm thì nó còn âm 4 số 0, giờ nó còn âm 6 số 0. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà đầu tư vô cái sàn Coinbit này, tham gia một cái chương trình. Phan phan anh em chờ chút nha, để tham gia chương trình gì đâu. Chị Trương anh em chờ mình chút nha. Để mình biết. Phan phan nha, tất cả anh em chờ chút nha anh em. Mình sẽ tham gia vào một cái chương trình ISO của nó là nhận lãi 0% 0,5% đồng CNB nha tất cả anh em. Hiện tại giá rất là tụt xuống bất ngờ luôn, coi sàn mà một sàn lớn như vậy mà nó sẽ giá trị rất là thấp. Mình rất là buồn nha tất cả anh em. Sau này giá trị của nó hiện tại lên là lý lên 3 sàn là Bitum, Bucket và Connect nha tất cả anh em. Là dự kiến của nó sau này đó. Hiện tại anh em nào mà KIC, hiện tại giờ KIC có cái đồng CNB anh em bán ra thì cũng không có được bao nhiêu tiền, và phí giao dịch của nó là rất là cao. Đó là CNB thì giao dịch nó phí là 0,012, thì anh em bán ra cũng không được nhiều, không đủ min gốc. Giờ mình hướng dẫn anh em đầu tư nhận lãi, nhận thêm cái đồng CNB hàng ngày nha tất cả anh em. Thì anh em click vào ba giao dịch đây nè. Thì trước khi anh em bấm vào có một giao dịch nè, một số dư chứ, có nhiều anh em cũng có 2-3 ngàn CNB kêu mình cũng không có dám mua luôn, giờ giá chỉ rất là thấp. Anh em sau khi anh em chuyển qua tài khoản giao dịch này, mình hôm qua thì mình vô mình chuyển 6.000 CNB ra, mình canh vô bán liền, nhưng mà thật ra bán thì cũng khoảng tầm khoảng 20-30 đô gì đó. Nhưng mà mình khi mình cũng không có bán làm cái gì. Giờ mình chuyển tiền qua anh em chuyển về cái tài khoản chính của mình lại anh em bấm nhấn nút kế hoạch đây nè, anh em chuyển lại 6.000 thôi. Anh em có đồng CNB nhiều thì anh em nên chừa là một ít chân cho tham gia chương trình này nha anh em. Wholesale. Ok, như vậy là mình chuyển qua cái tài khoản chính này nha anh em. Từ tài khoản giao dịch mình chuyển qua tài khoản chính này nè. Rồi anh em bấm vào ba giao dịch tiếp theo. Anh em vào phần chương trình. Anh em bấm vào nút invite bớt này tất cả anh em. Mình đầu tư và mình rút liền tất cả anh em. Nè, hiện giờ nó đã cho mình đầu tư là tối thiểu là 1.000 CNB. Là giá trị hiện tại là 0,5 đồng CNB hàng ngày. Anh em có thể rút ra bất cứ lúc nào, khi giá nào tăng thì anh em đóng cái tài khoản này lại anh em. Anh em mấy anh em đóng cái tài khoản anh em rút về cái tài khoản giao dịch anh em bán nha. Mình nói gì là anh em hiểu nghe anh em. Nè, hiện giờ mình đầu tư vô rồi. Mình đầu tư vô múc bằng kẹo này luôn. Thì tôi min tối thiểu nó là 1.000, mình đầu tư vô 4.000 đi. Rồi, anh em bấm nút đầu tư nghe anh em. Ồ, CNB 4.000 CNB. Anh em chỉ đầu tư được một lần anh em. Sau khi chạy một ngày anh em muốn rút ra thì anh em bấm nút đóng, là cái tỷ lệ nhuận phần trăm của nó thì nó sẽ về số dư cho tất cả anh em. Nãy mình tính đóng mút luôn 6.000 luôn được. Tại vì mình bán hết mới rồi, chừa lẫn mới để mình đầu tư cho anh em. Chỉ là hàng ngày mình nhận 0,5% đó. Mà mình khuyên anh em là chỉ là đầu tư được có một lần nha anh em. Một tài khoản đầu tư một lần đó. Mai không có đầu tư được nữa không mình cũng không biết nữa. Thì mình hướng dẫn anh em đầu tư gì đó. Vậy là xong anh em. Sau khi anh em muốn thu về thì anh em lướt xuống đây nè. Anh em bấm nút đóng là cái số 4.000 CNB này với cái số dư, số lợi, số lãi của anh em thì nó sẽ cộng lên về số dư cho tất cả anh em nha. Rồi vậy video của mình hướng dẫn cho những cái tài khoản nào mà có 2.000 CNB thì khoan hay bán anh em, bán không được nhiều. Vâng, và mình có một thông báo nữa là một cái kèo xì nắp exchange pro này nha tất cả anh em. Kèo này là rất là ngon, liên tải và liên hướng dẫn ở đây phần mô tả đó anh em. Và video sau mình sẽ nói về cái giá trị của cái đồng
Sidap S Pro nữa nha các anh em. Anh em chờ nó lót chút. Sàn này mình cũng phải đánh forex được. Sàn này thì nó về độ uy tín thì anh em khỏi bàn. Rất là uy tín nha các anh em. Mình chơi cũng lâu quá nhưng mà nay mình mai mình nặng máu mình mới đăng nhập lại. Thân do cao. Link tải và link hướng dẫn KIC này nọ thì mình có để với bạn dẫn anh em đó. Mình hướng dẫn anh em làm nhiệm vụ kiếm đồng sim biên nha. Thì đầu tiên anh em bấm vào Daily Boy Bonus nè. Thì anh em chỉ việc điểm danh hàng ngày. Ngày đầu tiên thì nhận 5, nhận lên 10, 15, 20 thì cứ anh em cứ điểm danh hoài lên nha anh em. Thì nhận đồng, rồi anh em vô bấm register thì nhận nè. Verify là xác minh tài khoản thì anh em được 6.000 CP nè. Anh em bắt cái địa chỉ email của mình vô là được 300 Synap nè. Cái đồng giá trị Synap này rất là giá trị, anh em mình sẽ nói về video sau. Anh em mời được 3 người thì được 600 Synap nè. 600 này là tối thiểu hay là 3 người mà được 600 thì mình cũng chưa có hiểu, tại vì mình mới có làm cái video này cách mấy ngày hôm nay rồi mình bỏ. Mời được có một người tất cả các bạn. Nếu mà mời được 3 người thì cho 600 Synap, 30 người thì cái đó thì rất là mau. Rồi, 10.000 Synap thì tương đương với khoảng 100 USD nha tất cả anh em. Thì chừng nào mình rút tiền, mình hướng dẫn anh em rút tiền. Cái đồng Synap này mình có thể đổi ra ETH này nọ mình rút về anh tất cả anh em. Kèo này rất là dễ. Vô Verify Wallet nè. Mình rút tiền. Nạp tiền rút tiền. Dạ anh em vào cái kênh kiếm tiền tăng nhấn không, anh em vào một event kit tôi cần tặng 50 kit nha anh em. Giá tại hiện đồng kit này rất là có giá trị nha tất cả anh em. Thì hiện tại giá thấp, khi lên sàn nó có thể ngược, cái thằng có biết giá hiện tại nó có thể là lên 0.005 USD cho mỗi lượt, mỗi đồng kit. Cũng nhân ngày dịp Tết mà thằng EVN kit tôi cần này nó sẽ tặng cho anh em 50.000 kit khi cho người đăng ký mới. Thì anh em cứ vô đăng ký chơi nha tất cả anh em, vì bri mà. Thì dự kiến của nó là tháng 2 đấy anh em. Hiện tại giờ cái sàn này, sàn giao dịch này là gấp, sắp hoàn chỉnh nha tất cả anh em. Giao diện rất là bắt mắt. Có một là ISO như thằng có biết nãy đấy. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ và may mắn trong cuộc sống. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em nha. Anh em nhớ bấm nút like và subscribe ủng hộ mình. Mình có thông tin gì mới nhất mình sẽ thông báo lên cho tất cả anh em.